Hồng Duy dứt điểm. Đình Trọng. Pha cắt bóng là của Đình Trọng. Đình Trọng đúng là đang chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nữa của Mauricio trước Rafaelson. Công Phượng. Đình Trọng đang theo rất sát. Pha phạm lỗi chiến thuật của Trần Đình Trọng. Bình Định đang dẫn 1-0 và thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Hồng Duy và phối hợp không thành công, đã có lỗi đẩy sau của Tuấn Anh. Tình huống phạm lỗi với Đình Trọng. Hồng Duy để mất bóng. Đình Trọng rất hay, vẫn là cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. Sẽ có quả phạt góc dành cho đội khách. Và lúc này thì họ đang bị dẫn trước. Sơn. Và đưa bóng lên của Đinh Trọng. Lương Xuân Trường. Minh Vương. Đinh Trọng. Đinh Trọng đang chơi rất ổn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Minh Vương. Minh Vương không vượt qua được Trần Đinh Trọng. Văn Thanh không vào. Thủ khác của Tôn Anh Bình đã kịp thời lùi về để bọc lót cho thủ môn Minh Hoàng và phá bóng ngay trước vành gôi cầu môn, đó chính là Đình Trọng. Washington Brandao. Văn Thanh. Tuấn Anh. Phạt góc cho Hoàng Anh Gia Lai. Đó là sự can thiệp của Đình Trọng. Tuấn Anh. Cơ hội. Văn Toàn. Là chưa đủ đột biến để tạo ra khác biệt. Quả tạt của Văn Toàn. Vẫn là một pha phá bóng chính xác của Đình Trọng. Các đội bóng mới được sử dụng những cầu thủ mới bổ sung, trong đó có Hoàng Anh Gia Lai với trung vệ An Se-hi của Hàn Quốc mới đến. Văn Thanh. Cơ hội, dứt điểm, không vào.